Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube của cửa hàng Honda nước 10. Hôm nay thì Lộc sẽ cập nhật chương trình khuyến mãi hiện tại và cập nhật 3 phiên bản màu mới của dòng xe E-Black tại cửa hàng Honda nước 10 nha các bạn. Thì hiện tại đối với dòng xe E-Black tại cửa hàng Honda nước 10 thì hiện tại cửa hàng sẽ đang có chương trình là hỗ trợ cho các bạn ưu đãi giảm giá trực tiếp là 2 triệu đồng vào giá xe. Bên cạnh đó thì cửa hàng sẽ còn nhiều chương trình khuyến mãi hiện tại khác. Và như các bạn cũng đã biết thì dòng xe E-Black hiện tại Honda cũng trang bị cũng tương đối là ít màu. Thì cửa hàng Honda nước 10 sẽ luôn tạo nhiều phiên bản màu mới để cho các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Và hôm nay thì Lộc sẽ quay cập nhật chi tiết cho 3 phiên bản màu mới của dòng xe E-Black nha các bạn. Thì đối với những phiên bản màu này các bạn cứ yên tâm về cái chế độ bảo hành và yên tâm về cái khi các bạn đăng ký xe tại công an nha các bạn. Thì cửa hàng Honda nước 10 sẽ tạo cho các bạn nhiều phiên bản màu mới này để các bạn tăng sự lựa chọn hơn. Và màu sơn này thì vẫn được hỗ trợ bảo hành lên đến là 3 năm. Thì các bạn cứ yên tâm sử dụng, cửa hàng sẽ hỗ trợ gam và vẹt xe giống như cái phiên bản màu xe nha các bạn. Thì trước mắt các bạn đây là phiên bản màu xanh xi măng tại cửa hàng Honda nước 10. Đối với mẫu E-Black 125, bản này là nó sẽ sơn đấu tem luôn nha các bạn. Tem 125 các bạn sơn đấu tem luôn. Thì đối với cái tem này các bạn lau chùi hay là rửa vệ sinh nó cũng sẽ yên tâm hơn khi các bạn sử dụng những loại tem dán. Thì đối với màu này thì các bạn xài nó sẽ ít đụng hàng hơn. Và hiện tại ngoài chương trình như Lộc vừa báo ra là ưu đãi 2 triệu đồng trực tiếp vào giá xe, thì cửa hàng sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn chương trình thu xe cũ đổi xe mới sẽ giảm ngay 1 triệu đồng. Thì thu cũ đổi mới thì tất cả những dòng xe cũ, xe 50 hay là xe khác hãng thì cửa hàng đều thu và giảm cho các bạn xe mới 1 triệu đồng nha. Và nếu như các bạn có phiếu mua xe E-Black lần 2 thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng tại cửa hàng Honda nước 10. Và đặc biệt hơn nữa thì các bạn công nhân, thì các bạn đang làm việc ở khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng khi mua xe tại cửa hàng Honda nước 10. Thì các bạn cũng thấy là phiên bản sơn đấu tem này là cực kỳ đẹp. Tem sẽ được vuốt gọn lên thân xe các bạn. Cùng với đó sẽ kết hợp cái logo 3D để xe mình được hoàn thiện hơn và cực kỳ là đẹp khi các bạn sở hữu một chiếc xe E-Black 125. Bên cạnh đó thì dòng xe E-Black này các bạn, cửa hàng sẽ luôn hỗ trợ chương trình là hỗ trợ mua xe trả góp nè, lên hồ sơ online hoặc là nhận ngay cả gốc. Thì hôm nay Lộc cũng sẽ tính cho các bạn một cái phiên bản của dòng xe E-Black thì giá chỉ dao động là 41.990.000 đồng. Các bạn chỉ cần trả trước là 8.400.000, vay lại là 33.590.000. Thì các bạn sẽ có 4 mốc góp để các bạn lựa chọn. Thì đối với mốc góp 15 tháng thì mỗi tháng các bạn phải góp là 2.855.000, 18 tháng là 2.450.000, 20 tháng là 2.265.000 và 24 tháng là 2 triệu nha các bạn. Thì các bạn sẽ sở hữu ngay một chiếc E-Black động cơ 125 làm mát bằng dung dịch. Và đặc biệt á, dòng xe E-Black này vận hành cực kỳ là êm ái nha các bạn. Ở phiên bản màu các bạn đang xem đây là phiên bản màu bạc bóng. Bản màu bạc này thì sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi. Đối với dòng xe E-Black 125 này các bạn, thì logo phiên bản màu bạc được kết hợp logo màu đen để giúp xe mình nó sẽ nổi bật hơn và mạnh mẽ hơn, thể thao hơn khi các bạn sở hữu ngay một chiếc E-Black 125 tại cửa hàng Honda nước 10. Bên cạnh đó thì đối với dòng xe E-Black 125 đó các bạn, thì các bạn cũng biết á, thì dòng xe E-Black là dòng xe phải nói là có cái hộp đựng đồ cực kỳ là lớn. Thì hộp đựng đồ nó sẽ được thể hiện toàn phần luôn nha các bạn. Các bạn có thể để được một số vật dụng cá nhân khác hoặc là nó mô hiểm cả đầu. Và bên cạnh nó được trang bị cái vách ngăn nữa này các bạn. Thì nói chung xe về độ tiện ích thì cực kỳ cao. Các bạn để một số vật dụng cá nhân khác này, nó mô hiểm hay là được trang bị thêm cái cổng sạc ở đây nữa các bạn. Cổng sạc thì các bạn sẽ cần một cái cáp để các bạn sẽ sạc điện thoại. Thì đối với dòng xe E-Black 125 này vẫn được trang bị cổng sạc nha các bạn. Đối với dòng xe E-Black 125 á, thì các bạn sẽ trả trước giống như Lộc vừa báo là 20% giá trị xe. Bên cạnh đó thì cửa hàng sẽ có chương trình là lên hồ sơ online. Các bạn chỉ cần kết bạn Zalo trực tiếp với số điện thoại của Lộc là 0398811919 thì các bạn sẽ kết bạn Zalo, Lộc sẽ lên hồ sơ online dành cho các bạn luôn. Bên cạnh đó dòng xe E-Black các bạn thì nó sẽ được trang bị ổ khóa thông minh smart key với đường dẫn truyền không dây. Các bạn thao tác cực kỳ là dễ dàng. Đối với dòng xe E-Black thì nó sẽ tích hợp tính năng là mở cốp xe và mở khóa xăng. Thì các bạn không cần phải xuống xe để các bạn đổ xăng như những dòng xe số. Các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian hơn nè, tiện ích hơn.
Bên cạnh đó thì dòng xe Black 125 phải nói là cái màu xe, phải nói là cái màu này là cực kỳ là hot vào thời điểm hiện tại khi iPhone 14 vừa ra mắt nha các bạn. Màu ánh tím của dòng xe Air Black 125 thì cái màu này hiện tại là cửa hàng cũng đang bán rất là chạy. Thì so với những cửa hàng khác thì sẽ không có phiên bản màu này nha các bạn. Bản này là bản màu độc quyền tại cửa hàng Honda nước 10. Thì chương trình Lộc sẽ xin nhắc lại ha. Chương trình thì sẽ được ưu đãi trực tiếp giá xe là 2 triệu đồng. Bên cạnh đó các bạn sẽ được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng khi thu xe cũ đổi xe mới. Lên hồ sơ online nhận ngay cả vẹt gốc. Các bạn đang làm việc ở khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng. Bên cạnh đó nếu các bạn có phiếu mua xe Airblack lần 2 tại cửa hàng Honda Đức 10 thì mình sẽ được hỗ trợ giảm giá trực tiếp vào giá xe là 1 triệu đồng. Và giá xe hiện tại cực kỳ ưu đãi. Bên cạnh đó cửa hàng sẽ có thêm cái chương trình khuyến mãi hiện tại dành cho các bạn, là mình sẽ được tặng một cái nón bảo hiểm cao cấp, móc khóa 2 lít rưỡi xăng. Và đặc biệt hơn nữa thì vào dịp Tết này các bạn sẽ được tặng thêm một cái cuốn lịch gỗ. Phải nói cái lịch gỗ cực kỳ đẹp, lịch gỗ cao cấp tại cửa hàng Honda Đức 10 nha các bạn. Và địa chỉ của cửa hàng là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng nha các bạn. Thì đối với 3 phiên bản màu này tại cửa hàng Đức 10 á, sẽ có luôn có đầy đủ. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu sử dụng những dòng xe Black hay là những dòng xe khác, hay là những phiên bản màu của Honda, thì cửa hàng sẽ luôn có đầy đủ tất cả những phiên bản màu. Nên các bạn cứ liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của Lộc. Và hiện tại các bạn sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 30% khi các bạn gắn các phụ kiện trang trí trên xe. Hiện tại thì Lộc xin nhắc lại là công nhân làm việc ở khu công nghiệp An Nghiệp Sóc Trăng mình sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng. Khu cũ đổi mới giảm thêm 1 triệu đồng. Và đặc biệt có phiếu mua xe lần 2 tại cửa hàng Đức 10 sẽ được hỗ trợ giảm giá thêm 1 triệu đồng. Và cửa hàng sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các bạn là 2 triệu đồng trực tiếp vào giá xe. Thì ngoài những màu của Honda ra thì cửa hàng Hồng Đức 10 sẽ luôn có nhiều phiên bản màu độ để các bạn dễ dàng lựa chọn hơn. Và nếu như các bạn đang thấy video của cửa hàng Đức 10 hay, các bạn hãy like và chia sẻ để những người thân bạn bè của mình đang có nhu cầu mua xe thì mình hãy mua vào thời điểm hiện tại là đang có chương trình trực tiếp là 2 triệu đồng giảm trực tiếp vào giá xe. Chương trình quay số trúng thưởng tại cửa hàng Hồng Đức 10 thì cơ cấu giải thưởng cực kỳ là hấp dẫn nha các bạn. Các bạn nếu mà các bạn may mắn á, thì mình sẽ trúng được cái giải nhất là xe Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn tại cửa hàng Đức 10. Và đặc biệt giải cao cấp hơn nữa là giải đặc biệt là SH350i trị giá 140 mấy triệu nha các bạn. Thì các bạn sẽ, nếu các bạn may mắn, mình sẽ trúng được chiếc xe SH hoặc là xe Honda Vision. Và các bạn hãy cùng nhìn ngắm lại 3 phiên bản màu mới của đối với dòng xe Airblade 125. Và các bạn nếu mà các bạn yêu thích bản 150 hay 160 á, thì các bạn cứ alo với Lộc, Lộc sẽ đặt theo những màu theo yêu thích dành cho các bạn. Và hiện tại thì địa chỉ của cửa hàng là ấp Châu Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Cảm ơn các bạn đã lướt vào kênh YouTube của cửa hàng Honda Đức 10. Vâng, xin chào và hẹn các bạn ở video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.